Cải tạo có nhanh có chậm, có người vài năm cũng có người hơn chục năm, không ai giống ai. Những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa cải tạo thì nhiều nên khó ai nhớ nổi tên, nhưng những người cải tạo trên 17 năm thì lại rất nổi bật. Hôm nay hãy cùng điểm lại 5 cái tên tướng Việt Nam Cộng Hòa cải tạo 17 năm với kênh nhé. 1. Trần Bá Di. Trần Bá Di sinh năm 1931 tại Mỹ Tho, miền Tây Nam Bộ Việt Nam, và qua đời vào năm 2018 tại Hoa Kỳ. Ông từng là một thiếu tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu sự nghiệp quân sự với chức vụ trung đội trưởng bộ binh và dần thăng tiến đến vị trí tư lệnh phó quân đoàn. Ngoài lĩnh vực tác chiến, ông còn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác trong quân đội như hành chính, quân sự và quân huấn. Tuy không phải là một cái tên nổi bật trong giới tướng lĩnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là trước thời điểm chế độ Sài Gòn sụp đổ, khi ông đang giữ chức chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung. Tuy nhiên, thiếu tướng Trần Bá Di lại gây ấn tượng mạnh mẽ với các cán bộ quản lý lớp cải huấn dành cho sĩ quan cấp tướng bởi bài thu hoạch dài tới 15 trang viết tay. Nó là kết quả của những kinh nghiệm thực tế mà ông Di tích lũy được trong những năm tháng nắm quyền chỉ huy sư đoàn 9 bộ binh. Qua đó, ông đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu cho binh sĩ dưới quyền. Nổi tiếng với khả năng nhìn nhận thấu đáo điểm mạnh, điểm yếu của từng loại binh sĩ, ông đã áp dụng những biện pháp hiệu quả để nâng cao tinh thần chiến đấu và hạn chế tình trạng đào ngũ. Đối với lính quân dịch, ông chia thành hai loại. Loại A là những thanh niên tự nguyện nhập ngũ, thường cam chịu số phận nhưng tinh thần chiến đấu không cao. Loại B là những người bị bắt lính, thường tìm cách trốn tránh hoặc tự hủy hoại thân thể. Có người tự bắn vào tay, có người bắn vào chân, cố tình cho lựu đạn nổ để gây thương tật, hoặc lấy đồ trà sát vào mắt để trở thành thương binh, không cần tiếp tục phục vụ trong quân đội. Để giải quyết vấn đề này, ông Di đã thành lập tổ đồng tâm gồm một lính tình nguyện và hai lính quân dịch, giúp kiểm soát chặt chẽ số lượng lính quân dịch. Đồng thời, ông cũng thường xuyên hâm nóng các sắc luật trừng phạt tội đào ngũ và chỉ cho lính sĩ xem những tấm gương về những lao công chiến trường đang bị kỷ luật để răn đe. Tất cả những biện pháp đó được ông ghi lại trong bài báo cáo dài 15 trang trong trại cải tạo. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Di thuộc diện đi học tập và cải tạo và đã di chuyển qua nhiều trại ở cả miền Nam và miền Bắc như Hóc Môn, Cần Thơ, Yên Bái, Nam Hà. Năm 1988, ông chuyển về trại cải tạo Z30D ở Hàm Tân. Vào năm tháng 5 năm 1992, ông hoàn thành cải tạo và trở về. Ngày 30 tháng 4 năm 1993, ông được xuất cảnh đi đoàn tụ với gia đình tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ. Ngày 23 tháng 3 năm 2018, ông từ trần tại nơi định cư, hưởng thọ 87 tuổi. 2. Lê Minh Đảo. Lê Minh Đảo sinh ngày 5 tháng 3 năm 1933 và mất ngày 19 tháng 3 năm 2020, là một tướng lĩnh cấp cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu tướng. Ông xuất thân từ trường võ bị liên quân dưới thời kỳ quốc gia Việt Nam. Ông đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau, từ cấp thấp trung đội trưởng cho đến tư lệnh bộ binh cấp sư đoàn. Năm 1972, khi ông Đảo nắm chức vụ tư lệnh sư đoàn 18, An Lộc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi sư đoàn 5 bộ binh tham chiến trước đó bị thảm bại. Sư đoàn 18 của ông trở thành nòng cốt phòng thủ chính tại phía Bắc Sài Gòn. Nhờ tài chỉ huy và những mệnh lệnh liên tục của tướng Đảo, áp lực vây quanh An Lộc đã được giảm bớt đáng kể. Chiến công này đã giúp ông được đặt cách thăng cấp chuẩn tướng tại mặt trận khi mới 39 tuổi vào ngày Quốc khánh đệ nhị Cộng hòa 1 tháng 11 cùng năm. Tình hình chiến sự ngày đầu tháng 4 năm 1975 vô cùng kịch liệt. Chính quyền Sài Gòn cũ, trong nỗ lực vớt vát chút lợi thế cuối cùng, đã tin tưởng giao trọng trách nặng nề này cho thiếu tướng Lê Minh Đảo. Thái độ của ông khi nhận được tin từ Tổng thống Thiệu khiến nhiều người bất ngờ. Ông đồng ý ngay lập tức và thể hiện ý chí quyết tâm bằng lời thề tử thủ tại Xuân Lộc. Mặc dù đơn vị của thiếu tướng Lê Minh Đảo đã nỗ lực phòng thủ, nhưng quân đội giải phóng đã nhanh chóng vượt qua phòng tuyến Tây Ninh và Phan Giang, khiến cho thế trận của ông bị cô lập. Đây là lúc ông phải đối mặt với lựa chọn, thực hiện lời thề tử thủ hay tìm cách tháo chạy. Cuối cùng, ông đã chọn cách trốn đi, cải trang thành dân thường và quá giang xe lam về lại Sài Gòn. Ngày 9 tháng 5 năm 1975, thiếu tướng Đảo ra trình diện chính quyền mới nhưng lại thể hiện thái độ chống đối khi được yêu cầu đi học tập cải tạo. Chính tư tưởng bảo thủ và không chịu hợp tác của ông đã khiến quân đội Việt Nam phải dành đến 17 năm để thuyết phục ông thay đổi quan điểm. Tháng 4 năm 1993, thiếu tướng Đảo sang Mỹ theo diện HO và định cư cùng gia đình tại một tiểu bang. Tại đây, ông làm việc quản lý một nhà hàng cho đến khi nghỉ hưu. 3. Thiếu tướng Đỗ Kế Giai. Đỗ Kế Giai, sinh năm 1929 và mất năm 2016,
là một tướng lĩnh gốc nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu tướng, xuất thân từ gia đình điền chủ tại Bến Tre, miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Ông Giai đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong quân đội, từ lính nhảy dù đến tham mưu và chỉ huy các đơn vị bộ binh. Chức vụ cuối cùng của ông là chỉ huy trưởng binh chủng biệt động quân. 3 năm trước ngày giải phóng, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng binh chủng biệt động quân đặt tại trại đào Bá Phước ở đường Tô Hiến Thành, quận 10 Sài Gòn. Đầu tháng 4, chỉ 29 ngày trước thời khắc lịch sử, ông được thăng cấp thiếu tướng tại nhiệm. Ít ai biết rằng vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đã ngỏ lời sẵn sàng giúp đưa cả gia đình ông sang Mỹ. Tuy nhiên, với trách nhiệm nặng nề, ông Giai đã quyết định ở lại quê hương và những người chiến hữu. Ngày 15 tháng 5, ông được chính quyền mới mời đi họp và bắt đầu quá trình cải tạo cùng những tướng lĩnh khác. Mặc dù tiểu sử của ông không được nhiều người biết đến, nhưng tính cách của ông lại vô cùng nổi bật. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Giai thuộc diện tướng lĩnh cấp cao được đưa đi học tập cải tạo. Tuy nhiên, do sự cương quyết và hành động chống đối, thời gian cải tạo của ông kéo dài đến 17 năm. Ngày 5 tháng 5 năm 1992, ông được trở về với gia đình do chính quyền Việt Nam cũng không còn cách nào để thuyết phục ông về quá khứ đã qua. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1993, ông được xuất cảnh theo chương trình ra đi có trật tự do chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh. 4. Chuẩn tướng Trần Quang Khôi. Trần Quang Khôi sinh ngày 24 tháng 1 năm 1930 và mất ngày 1 tháng 4 năm 2023, là một tướng lĩnh có gốc kỵ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc chuẩn tướng, xuất thân từ gia đình đại điền chủ giàu có ở Bến Tre, miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Ông theo học trường võ bị liên quân do chính phủ quốc gia thành lập. Nhiều người trong chế độ cũ nhận xét, tướng Khôi là một trong những vị lãnh đạo thiết giáp cừ Khôi, nổi tiếng với sự dũng cảm, thích xung phong nhưng cũng đầy mưu lược và linh hoạt trong chiến thuật. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ và đôi khi không tuân theo mệnh lệnh của ông đã khiến cố vấn Mỹ Batrieu đề nghị tướng Cao Văn Viên cách chức. Sau này, Batrieu cũng phải thừa nhận tướng Khôi là một trong 4 tướng lãnh kỵ binh xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ 20. Sau khi ngừng chiến theo lệnh của Tổng thống Dương Văn Minh, Trần Văn Khôi được chính quyền mới mời về để hỏi về những tình tiết trong cuộc chiến. Nhiều người cho rằng, những hành động gây thiệt hại cho quân đội cách mạng trong những phút cuối cùng của ông xuất phát từ sự cố chấp và khó khăn trong việc thay đổi suy nghĩ. Do đó, chính quyền mới đã cho phép ông sang Mỹ vào năm 1993. Những năm tháng cuối đời tại Mỹ, ông sống một cuộc sống khá khép kín ở South Reading. Ngày 1 tháng 4 năm 2023, ông qua đời ở tuổi 93, là một trong những tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa cao tuổi nhất. Quý vị khán giả sau khi xem video nhớ ấn like, share và đăng ký để ủng hộ kênh ra thêm những video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.